nào Lenny xem cân được bao nhiêu cân <laughs> Hừ, biết ngay mà tụt hẳn nắm lạ đấy nguyên nhân chính khiến mây tụt cân đang ở bên cạnh kia kìa ấy không phải hành động này nhá <laughs> đặt tên là no để không bao giờ bị đói nhưng mà toàn đi ăn chanh của mày nhìn như này thôi là biết mây có đối thủ rồi thì xem lưỡi đứa nào liếm nhanh hơn mây định ngồi lên còn bị no hít cho một cái rơi xuống mọi người thắc mắc cân nặng của no đúng không no ba cân hơn rồi với cả no trẻ con nên mây cũng nhường cả đợt này mây hay tập yoga chắc cũng sẽ giảm được chút chút còn một tin vui khác là đợt này julie đã về lại ba cân mọi người yên tâm là đợt này julie có da có thịt hơn rất nhiều rồi tự nhiên tôi tìm thấy cái video mây lùa Julie chạy mất dép không hiểu học ở đâu cái dáng cong hết cả người lên làm công chúa Julie sợ trốn vào một góc, xong mây còn bày ra cái mặt vô tội nữa. được cái lùa Julie xong vẫn tình cảm dù Julie ra uống nước chung. đợt này chưa có no vẫn còn cái máy lọc nước cũ kìa. cơ mà mây cũng không cho no uống nước chung như Julie. nó đi ra đi ra để cho mây uống nước đấy để út trong nhà như thế đấy. nó cứ định thò cái lưỡi vào là bị mây gạt ra ngoài. Tuy thế nó vẫn cứ đi theo mây để học làm một con báo chính hiệu nghịch gì không nghịch lại nghịch cái áo của người có quyền lực thứ hai trong nhà. <laughs> nó sợ cụp hết cả vào nhìn gì chị không liên quan đến hai con báo đấy nãy giờ chị chỉ ngồi liếm lông ở trên phòng thôi nha mà kể ra từ ngày có no mây cũng vui ngày nào cũng được tập võ cùng no chứ trước giờ Julie chỉ thích yên tĩnh với cả người ta cầm kỳ thi họa chứ không văn võ song toàn suốt ngày tập võ như mây về no được chắc chắn mọi người chưa bao giờ được nhìn thấy cái bánh mì nào nhân nhiều phô mai như này lại còn là loại cao cấp được nhập khẩu từ anh quốc vẫn nhớ ngày nào có người bình luận là mây vàng như phô mai thì hôm nay phô mai được làm nhân bánh mì rồi đây yeah, thực ra là mấy hôm thời tiết ẩm thế là mây lại nấm nhưng thay vì úp sò thì năm nay mây được nhồi vào cái bánh mì <laughs> phô mai mốc tối lên trên mạng tìm thì có loại phô mai mốc thật cơ mà chắc chắn sẽ không núng nính được như mây đây là sau ba hôm được nhồi vào bánh mì mặt của mây đỡ mốc hẳn trước đấy hai ba ngày thì mũi đen xì còn bây giờ mũi bắt đầu mọc lông lại rồi được cái bánh mì này cũng tiện lợi làm gối cho mây luôn Chồng mây nằm ngủ ghét chưa kìa khá nhiều bạn bình luận hỏi tôi bôi nấm cho mây bằng loại gì thực ra là chưa hết hẳn đâu mới chỉ đỡ đỡ thôi nhưng mà mọi người hỏi nhiều quá nên thôi lại giới thiệu đây cũng là lần đầu tiên mây bôi thử nói chung khá là nhạy mỗi tội được mấy hôm đỡ đỡ xong trời lại ẩm thế là mây lại bị lại loại này dạng kem một tít như này cứ bóp dần ra mà bôi bôi xong rồi thì cứ úp sọt lại cho an toàn đúng rồi liếm bánh mì đi mây tôi cũng không rõ loại này dùng được cho trẻ con không nhưng mà trông nó có vẻ rất là thích thú với cả cái tuyết này theo tôi quan sát loại bôi nấm này tan khá là nhanh bình thường mây bị làm nhân khoảng một tiếng là tôi bỏ bánh mì ra rồi hộp màu xanh telaceto bôi cho cả chó cả mèo đều được nếu ở hà nội thì tôi mua ở for pet trường trinh nhá cuối cùng thì cái ổ này cũng đã được dùng hết chức năng rồi mọi người ơi ừ đầu tiên là làm nổi bật được cái màu phô mai của mây mặt trên thì trắng và mặt dưới thì vàng khẻ cái đệm không có mây nằm giữa đúng là thiếu đi điểm nhấn <laughs> tiếp theo là nơi để cho mây và no nô đùa đêm nào mây và no cũng phá tung cả cái đệm lên ấy nghịch lắm đuổi nhau quanh cái thông đạo hai đứa còn trao đổi chiêu thức cho nhau nữa vừa giải trí lại còn giúp mây tập thể dục giúp tôi và julie có những cái đêm mất ngủ vì hai đứa nghịch quá ồn ào julie nằm nhìn hai đứa kiểu có thôi đi không để cho công chúa ngủ nào nhưng cái chức năng mà tôi tưởng tượng ra khi mua cái đệm này về thì cuối cùng hôm nay đã được sử dụng hết kiểu cả ba đứa đều nằm ngủ ở trong cái đệm ấy julie nằm ở trên còn mây và no thì nằm ở trong ống đi đây? đây đi kia chơi